Đến với kênh 3D Teaching and Machine. Đây là kênh dạy online các phần mềm Autodesk, Photoshop và 3D Max Up và các hướng dẫn chủ yếu là với các bạn sinh viên về kiến trúc và nội thất. Thì hôm nay tôi sẽ chỉ cho các bạn vẽ tiếp theo là vẽ một cái tủ hai cabinet, cái tủ cao. Thì và khi mà hoàn thiện thì sẽ ra là như thế này nha các bạn, cái tủ như thế này. Thì cái tủ này sẽ là 800 và chiều cao nó sẽ là cao 2m2. Mình sẽ dựng nha các bạn. Đầu tiên mình cũng dựng những cái hộp trước là mình dựng cái chiều rộng là 400 ha. Rồi mình dựng cái chiều dài là 800, 400,800. Enter nha các bạn. Rồi mình có nhiều cái dựng khác nhau. Là mình một là mình dựng tổng thể xong mình sẽ đục lỗ, hai là mình dựng theo cái cấu tạo của nó. Thì bây giờ tôi sẽ dựng theo từng mức ha. Cái đoạn này là 100, và cái đoạn này lên là 650. Tiếp tục nha các bạn, bước lên ha, bước lên control 100, rồi tiếp tục bước lên control lên 650 đó. Tiếp tục xóa cạnh này như các bạn, xóa đây đó. Thì tiếp tục thì nó có hai cạnh hai bên, mình copy m control ra cái cạnh này cho là 18 đi. Tương tự cạnh mình không thì tương tự m control ra 18 đi đó. Nó có cái hậu nữa các bạn, vào cho nó 82 ly đem m control 12 ly ha. Rồi mình bút lên tiếp, bút cái này lên. Thì các bạn cũng không cần tính tới cộng trừ gì cho nó mệt. Có m cần cái đằng cưới nè, 10 control lên 22 đó. Thì các bạn sau đó các bạn bút lên ha, bút này lên, bút lên, bút control bút lên và nó đây. Tương tự lớp clip bên đây ha các bạn, và lớp lên tới đây hậu. Đó là một cái tủ. Bây giờ mình vẽ cái nóc, các bạn phải coi cái nóc nó thế nào. Cái nóc này nó phủ ra, thì mình phải vẽ là mình copy cái đoạn này xuống đây, mà control là 18 đi, 18. Mình nói cái đoạn này ra bên này ha, mình bút ra, bấm bút ra, control bút ra và tới đây luôn nha các bạn. Giống tới đây đó. Bây giờ mình vẽ cái đường nối từ đoạn này qua đoạn này. Thì cái cạnh này nó là nó phải phủ mặt chứ không phải là nó bị lấp mặt đó. Cái đoạn này đưa ra. Rồi cái đoạn này cũng vậy. Rồi mình mó cái đoạn này ra ha. Rồi ok. Tương tự với cạnh này cũng bên đây cũng vậy ha. Cũng vậy, ở đây chườm vòng suốt hết cái tủ. Và tương tự. Nó tương tự. Rồi mình xóa. Đó mình xóa cái đoạn như này đi. Xóa đây ha các bạn. Tại vì cái tấm giấy nó phủ lên nó che rồi. Cái đoạn như này. Đó, bây giờ tới tiếp tục là mình vẽ là cái cánh ra. Đây có hai cánh. Mình chia đôi hết các bạn. Mình chia đôi. Ở đây là đây rồi mình mua cũng mua như cái tủ về trước. Rồi mình mua nó ra là mua nó ra qua là 3 ly. Mình nói cái cạnh này lên đây ha các bạn. Rồi. Đó, xong là mình bút lên, bút cấm control ra 18. Tương tự mình double click ra đây, bút vô chiều. Cái cạnh này mình không có nói cho nên double click nó bị lỗi ha. Mình bút ra, bút ra các bạn, cấm control bút ra là cái tủ, đó là cánh tủ rồi đó, cấu tạo cánh tủ y chang như vậy đó các bạn. Bây giờ tới tiếp tục là vậy cái mặt kiến ở đây, các bạn coi mặt kiến này, nó chia là 3 ngang, xong mình có miếng kiến phủ ngoài nữa, đó thì miếng gỗ ngoài đây nữa, thì mình double click mình rút lại hết mấy cái này đây ha, rút lại đi, rút hết rút, rồi bây giờ mình vẽ tiệc tăng, mình vẽ cái này, vẽ kiến, thì sẽ vô giữa ở đây ha, vô giữa cạnh này, bên đây, tương tự, double click rút lại. Thì cái kiến nó cũng nằm ở cái trong, đó là cái trong kiến 8 ly thôi, bút vô 8 ly mất cabinet ha, mất cabinet để cho nó đổi thì cái máy khác đổi. Mua cái này qua đây Bên này rồi, bây giờ mình chọn B với vật liệu nha. Bây giờ cái giai đoạn vật liệu thì mình nhận transparency đây, vật liệu màu xám cho cái kiến lựa gỗ ha. Vật liệu gỗ thì mình vô mình chọn nhiều, mình vô mình chọn cái khác đi, mình chọn một cái màu mình gán cho color, mình gán cho cái miếng gỗ đi, rồi mình xong đó từ đó mình sẽ gán cái màu cho nó, cái màu gỗ cho nó. Những cái đoạn dư này mình xóa nha các bạn, như nó đẹp, nó không có cần những cái đầu cạnh như này. Rồi đó mình gắn về xong rồi mình gắn đổi vật liệu, đổi màu sắc, đổi vật liệu là nó tự động đổi nó luôn nha các bạn. Vô đít dùng texture mây, mình chọn cái màu gỗ, nó cái móc gỗ. Các bạn có thể vô lên mạng các bạn lấy mấy cái vật liệu gỗ mình gọi chuột bút vô á, vật liệu gỗ vừa thì các bạn thấy là cái móc gỗ thôi. Cái móc gỗ tôi sử dụng là cái móc gỗ màu này, màu cam cam này. Đây bây giờ nó giống cái đó ha, cho 1.000 đi, 1.000 ha. Đó mình bấm ở đây mình bẻ khóa rồi cho nó không cần tỷ lệ nhau. Đó thể là cái này là 500 rồi, cái đây 200 đi, 200 này 1.200 đi. Cái này là từ từ nó lớn quá. Đó bây giờ cái này được không nè, đó này cho 1.000 nè. Đó nó được rồi các bạn. Cái map là ok. Tương tự bây giờ mình sẽ thêm hai cái đợt nữa, hai cái đợt ba, nó hai cái đợt đây mình ẩn cái này nè, mình chia ba nha, mình nhìn về cái like đây ha, về cái like đây rồi mình bấm lên m bấm control, mất điểm ở đây, mất điểm ở đây rồi bấm chữ shift 3 ha, 3 chia 3. Bạn thấy shift 3 đây nhưng tôi bấm là đó shift 3, xong rồi các bạn bấm mở lên, mở lên rồi bấm lên cái này rồi lên 12.5 đi, cho cái đợt đó không, đợt đó là khoảng 10 ly thôi, mua lên 5 đi. Rồi mình không cần chính xác, mình chỉ 10 lên, mua 10 luôn rồi mình 10 nha. Rồi mình vẽ cái này mình đóng ít, mình rút lại ha, rút lại mình bút ra, bút ra đây cái này nó thuộc lùi với kiếm 10 ly thì cho thuộc lùi vô 12 ly đi. Rồi mình gắn cái màu đó transparency, vô edit transparency mình gắn luôn ha. Rồi tương tự mình mua cái đoạn này vô xuống đây, đó xuống đây rồi đó, mình cần 3 mình lên đó mình xong cái tủ. Bạn thấy cái bài học dựng cái tủ này vậy không? Mình xóa bớt cái đoạn nha các bạn nhớ, click vô đăng ký theo dõi hướng dẫn trên kênh 3D Teaching Machine của chúng tôi. Đây là kênh hoàn toàn tạo online miễn phí, nhưng mà miễn phí thì các bạn nhớ là cứ đăng ký để theo dõi cái mà hướng dẫn của chúng tôi. Và nếu mà các bạn nào có điều kiện thì đăng ký học kèm chúng tôi thôi các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo.